Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Sau phần 1 được tận 1 triệu view, cao thủ không bằng tranh thủ. Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Bi Huỳnh Senpai đến với top 10 nhân vật anime bị ghét nhất từ trước đến nay phần 2. Thì như chúng ta đã biết, trong mỗi bộ anime luôn tồn tại những thành phần thích làm trò con bò. Có thể là nhân vật phản diện hay cũng có thể chính là bạn bè của nhân vật chính chẳng hạn. Để xem trong video này có ai chiếm được ngôi của chị Bích Quốc Nhân hay không, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Nhớ like, share cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Mà hàng trong danh sách này, anh hùng chuyên nghiệp Endeavor hay còn được giang hồ gọi với cái tên Lửa Tứ Thân, một anh hùng lạnh lùng và đầy tham vọng. Chính điều đó đã thúc đẩy Endeavor cố gắng luyện tập gia tăng sức mạnh, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể vượt qua All Might. Tất cả những điều đó đã khiến ông trở thành một kẻ bảo thủ, cố chấp, luôn bị ám ảnh bởi sự đố kỵ. Các cụ có câu, cha làm thì con chịu, đời thằng cha không thành thì đến đời thằng con. Trong sự tuyệt vọng, ông đã thực hiện một cuộc kết hôn với người xấu sức mạnh băng để sản sinh ra những đứa con mạnh mẽ. Tuy nhiên trong 4 đứa con thì chỉ 2 đứa sở hữu loại cơ thể vượt trội nên ông đã chọn chúng để huấn luyện, và 2 đứa kia coi như là rác rưởi, một sản phẩm thất bại. Vì cố chấp theo đuổi tư tưởng một cách mù quáng, vấn nạn bạo hành gia đình bắt đầu xảy ra. Sau cái chết của người con cả Toya, Endeavor tiếp tục một khóa huấn luyện khắc nghiệt với anh chàng Close Up Lửa Băng Soto, khơi nguồn lòng hận thù của 3 đứa con dành cho ông. Mặc dù hiện tại Endeavor đã thay đổi trở thành ngọn lửa hy vọng của thế giới, bù đắp lại những gì mà ông gây ra trước kia, nhưng đối với trách nhiệm của một người cha, Endeavor hoàn toàn đã mất đi tư cách. Tiếp theo, Ayumi Yoshida trong Thám Tử Lừng Danh Conan, một cô bé ngây thơ, bạn cùng lớp với Conan tại trường tiểu học Tetan. Mặc dù chỉ là một bé gái cấp 1, nhưng Ayumi lại có tình cảm đặc biệt với Conan, cùng với đó là sự can đảm được tham gia vào những vụ án. Tuy nhiên, vì là trẻ con nên Ayumi cũng không khác gì một gánh nặng, gây ra rất nhiều phiền nhiễu cho Conan. Trong mắt khán giả, cô bé không khác gì một đứa trẻ phiền phức, luôn tự dính vào những rắc rối rồi phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác. Không biết điều khi mà vô số lần đưa cả những người bạn cùng lớp vào nguy hiểm nhưng lại tỏ ra không hề hay biết. Thậm chí, với tính cách ngây thơ vô số tội, Ayumi nhiều lần đưa Conan vào tình thế khó xử, ngàn cân treo sợi bốn. Ở vị trí thứ 8, Senchalos, một thiên long tinh trong thế giới One Piece. Chủng tộc thượng đẳng chỉ coi con người là những nô lệ rác rưởi, luôn sợ phải hít chung bầu không khí với thường dân, có khác gì mấy thằng Weibo thượng đẳng đâu. Chalos là một ví dụ điển hình, một kẻ không mang bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào nhưng luôn coi thường người khác. Với tính cách kiêu ngạo và vô cùng ích kỷ, hắn đã tự coi mình là một vị thần, có quyền tàn sát bất cứ kẻ nào, kể cả hoàng tộc. Chưa hết, Chalos cũng cho thấy sự thâm độc khi trong buổi đấu giá đã không ngần ngại chi ra một số tiền cực lớn chỉ để mua một cô nàng người cá có tên là Kami, với mục đích thả cô và bể cá chứa đầy loài cá ăn thịt như một cách giải trí thông thường. Điều khiến cho độc giả ức chế nhất là với những thứ vô nhân tính đã gây ra, nhưng hắn lại không chịu bất kỳ hình phạt nào, càng vô lý hơn nữa khi chính quyền thế giới, đặc biệt là hải quân, cũng ra sức bảo vệ lũ long tinh đội lốt ác quỷ này. Ở vị trí thứ 7, Orihime trong Bleach, một học sinh tại trường trung học Karakura, bạn cùng lớp với Ichigo và là bạn thân của Tatsuki. Orihime mang một hình tượng mẫu mực của người phụ nữ trong gia đình với sự dịu dàng, nữ tính và tốt bụng, đúng chất ngây thơ, pha trộn một chút đáng yêu của những cô gái mà ai cũng muốn lấy làm vợ. Tuy nhiên, thứ mà khiến cho mọi người cảm thấy không thích chứ không phải là ghét ở Orihime chính là sự nhiệt tình quá mức. Mặc dù là một cô gái bánh bèo, khá yếu đuối, không có khả năng tự chiến đấu, với phương châm Sida nhưng vẫn sông pha hiến máu, Orihime liên tục trở thành cục tạ để Ichigo gánh cứ phải gọi là sắp mặt. Bởi lẽ, đối với một bộ anime có thiên hướng chiến đấu như Bleach thì việc xây dựng một nữ chính mang xu hướng yếu đuối, liên tục gây cản trở cho người khác thì cũng khiến cho người xem cảm thấy bực bội. Nhưng không sao, lấy vợ mà lấy được cô này thì hơi bị có phước đấy, mà giới trẻ hay thường gọi với cái câu good girl. Ở vị trí thứ 6, Sogo Nobuyuki, giám đốc của viện nghiên cứu Rectin, cũng như là vị hôn phu cũ của Asuna, một thanh niên công sở nghiêm túc chính hiệu. Nhưng bộ mặt thật của hắn lại là một danh nhân vô đạo đức, tham lam. Hắn đã bắt cóc 300 người chơi từ Sword Art Online để thực hiện thí nghiệm thao túng tâm trí con người. Sogo cũng tự coi mình là một vị thần có thể làm bất cứ thứ gì và xem những người khác luôn thấp kém hơn mình. Mục đích của việc thực hiện hôn lễ với Asuna thực chất là nhắm vào tập đoàn mà cha cô đang nắm giữ, nhằm thực hiện ước mơ điều khiển tâm trí của con người. Asuna cũng là nạn nhân đã bị hắn bắt cóc từ Sword Art Online và giam lỏng tại Alo. Thậm chí,
Khi Kirito đến giải cứu cho Asuna, hắn đã sử dụng quyền admin của hệ thống để hạ gục, đồng thời thực hiện hành vi hấp diêm Asuna trước mặt Kirito. Đây được xem là phân cảnh gây ức chế nhất trong thế giới anime, tạo nên sự phẫn nộ cho cả nhân vật chính lẫn người xem. Tuy vậy, cái kết của thanh niên này lại hoàn toàn xứng đáng. Ở vị trí thứ 5, Guri Fisu, thủ lĩnh hiện tại của ban nhạc Falcon và là tư lệnh tối cao của quân đội chính quy Midland. Guri Fisu đã đứng đầu trong nhiều cuộc chiến và nổi danh như một vị cứu tinh trên khắp lục địa. Không chỉ thế, mà anh còn là lãnh đạo của Band of the Hawk, một nhóm lính đánh thuê được chính nhà vua tuyển mộ để chiến đấu trong những trận chiến quan trọng, kết thúc cuộc chiến trăm năm và mang lại hòa bình cho vương quốc Midland. Nhưng đằng sau vẻ đẹp mã của một sức mạnh vô địch đó là cả một âm mưu phản bội thâm độc, khiến cho Guri Fisu từ một thanh niên được nhiều chị em mến mộ trở thành một kẻ bị tất cả mọi người căm ghét. Điển hình là khi hắn lén lút quan hệ với công chúa, dẫn đến việc bị cầm tù. Sau đó cả nhóm Band of the Hawk đến giải cứu Guri Fisu, nhưng đổi lại, hắn đã kích hoạt Crimson Blade, hy sinh toàn bộ đồng đội để bản thân có thể tái sinh thành một trong số các God Hand, cho thấy một kẻ sẵn sàng xuống tay cả những người đồng đội vào sinh ra tử chỉ để hoàn thành lý tưởng của bản thân. Ở vị trí thứ 4, Misa Aname trong Death Note, một người mẫu nổi tiếng về bề ngoài xinh xắn cùng tính cách nhí nhảnh, đáng yêu, người luôn ủng hộ tư tưởng giết người của Kira và trở thành Kira thứ hai sau khi nhận được cuốn Death Note. Misa không ngần ngại đổi tuổi thọ của mình để có được đôi mắt Shinigami. Đằng sau ánh hào quang, Misa thể hiện cô là một đứa trẻ con, bốc đồng, ngu ngốc, luôn nhõng nhẽo và thích ăn kẹo, không cách gì một con bánh bèo. Không chỉ thế mà Misa còn là một cô gái cùng lai, luôn tin tưởng tuyệt đối vào cái công lý méo mó và làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ được lai, thậm chí là giết người mà không quan tâm người đó tốt hay xấu. Vì sở hữu một năng lực mạnh hơn cả Kira nên cô được xem là mối đe dọa thứ hai đối với L. Mặc dù sau đó bị nghi ngờ và suýt nữa đã bị L phát hiện, nhưng với sự hỗ trợ của cả lai lẫn thần chết Rem, họ đã tiến L về Tây Thiên trước khi sự thật được tiết lộ. Ở vị trí thứ 3, Danzo Shimura. Chắc hẳn những ai là fan của bộ anime nổi tiếng Naruto thì không thể không biết tới ông già chột một mắt này. Là một ninja nóng tính với khao khát tìm kiếm sự hòa bình cho làng lá, ông luôn thực hiện theo những gì mà ông cho là có ích với làng. Thậm chí, sau cuộc tấn công với lục đạo Pain, Danzo còn được bổ nhiệm làm ứng cử viên cho vị trí Hokage đời thứ 6. Tuy nhiên, với một tình yêu dành cho làng lá quá mức đã khiến ông trở thành một kẻ độc tài, sẵn sàng phá bỏ lời hứa với Shisui và ép Itachi tàn sát cả gia tộc Uchiha. Chưa hết, Danzo còn làm tất cả mọi thứ để gia tăng sức mạnh của bản thân, biến ông trở thành một kẻ không thể bị đánh bại, như việc kế tế bào của Hokage đệ nhất Hashirama vào cơ thể, hay đánh cắp những con mắt Sharingan để mở rộng việc sử dụng một loại ảo thuật cực mạnh là Izanagi. Với lượng sức mạnh có được cùng với tư tưởng về sự bạo lực, ông trở nên ảo tưởng rằng bản thân có thể thay đổi thế giới ninja trong hội nghị thượng đỉnh ngũ đại Kage. Đến cuối cùng, khi sắp bị Sasuke cho đi bán muối, Danzo vẫn cố chấp cho rằng những việc mình làm là phục vụ lợi ích cho làng lá. Ở vị trí cái cuối, một nhân vật cộng cán trong làng One Piece, Mason Ditis hay Râu Đen, thuyền trưởng của băng hải tặc Râu Đen và hiện tại là một trong tứ hoàng thay thế vị trí của Râu Trắng, người duy nhất được biết đến trong lịch sử sở hữu sức mạnh của hai trái ác quỷ. Tính cách của Râu Đen là sự pha trộn kỳ lạ giữa lòng can đảm và sự hèn nhát, như thể hắn có hai nhân cách riêng biệt vậy. Điển hình là khi Luffy lần đầu gặp Râu Đen, hắn đã cho thấy sự can đảm khi tin vào lời của Luffy về hòn đảo trên trời, nhưng cũng cho thấy sự hèn nhát khi chính tay giết chết người đồng đội và đánh cắp trái Yami Yami để tẩu thoát, phản bội lòng tin của mọi người. Râu Đen cũng là người mang ý chí của đi với niềm tin mãnh liệt và giấc mơ trở thành vua hải tặc. Tuy nhiên, điểm khiến cho hắn trở thành nhân vật đáng ghét nhất chính là sự thâm độc, sẵn sàng làm tất cả dù điều đó là dơ bẩn nhất. Như trong cuộc chiến tại Marineford, hắn đã cho thấy từng kế hoạch tỉ mỉ, từ việc gia nhập Thất Vũ Hải đến việc bắt giữ Ace và đột nhập vào nhà tù Impendao. Hay sự kiện chấn động hơn là khi Râu Đen giết chết bố già Râu Trắng và cướp lấy năng lực của ông. Hành động này được xem là sự sỉ nhục về cái chết uy nghiêm của một người được kính trọng. Và cuối cùng, Ito Makoto, nhân vật chính của anime tràn ngập drama School Days. Một chàng trai ôn hòa, có tính cách hòa đồng và tốt bụng với mọi cô gái. Mặc dù là một người cô độc, luôn sống hướng nội nhưng vẫn thu hút được rất nhiều cô gái theo đuổi. Tuy nhiên, thứ khiến cho Makoto bị độc giả ghét cay ghét đắng chính là sự thiếu quyết đoán, dễ thay đổi cũng như là một kẻ vô trách nhiệm, nhất là trong vấn đề tình cảm, không da dáng của một thằng đàn ông.
khi mà trong thế giới bắt buộc bạn phải chọn một cô gái để cùng tìm kiếm hạnh phúc, thì thanh niên này lại chứng tỏ mình là một fuckboy chính hiệu, liên tục lừa tình các cô gái. Thậm chí Makoto còn khiến cho Sekai mang thai nhưng lại không nhận trách nhiệm về mình, đồng thời còn quay lại với người tình cũ là Kotonoha. Từ pha đồ vỏ thần thánh đó, khán giả đã có một phen hải dạ khi thanh niên này bị chính Sekai đâm chết. Quá là một cái kết xứng đáng cho một thằng fuckboy. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về top 10 nhân vật anime bị ghét nhất từ trước đến nay phần 2. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye!